đậy. Đúng rồi, cái đó là chữ cái tiếng Anh in hoa. Cái này không mẹ hả? Không phải con. Không phải. Không phải. Đúng đúng. Đâu, tin tin làm cái này không phải, cái này không phải đâu. Con lâu rồi con không làm. Mẹ làm không phải nha, mẹ làm nha. Này, không phải. Này, không phải. Này, hai ta. Mẹ làm kim chỉ. Kim chỉ hả? Ok, rồi. Kim chỉ đâu? Không được. Rồi, kim chỉ đi. Này. 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 Đúng đúng. Đúng đúng. Đúng. Nó nói ba chim chỉ ba chim chỉ đúng. Ba kìa, giờ nó tới nó dạy rồi đó. Chim chỉ ba đúng này. Cái này dễ làm thế giới rồi. Ừ. Cái này, cái này, cái này để nó chỉ. Cái này, cái này, cái này nào con chỉ ba đi nào mới đúng. Này chim chỉ thì con chỉ rồi đó. Mệt ghê á. Hai vậy ha. Rồi ok. Gì con? Đi đâu? Thấy ốc. Hả? Thấy đâu đi ba. Sao con? Cái gì hiểu gì? Nói con nói nguyên câu. Monkey story ba hết. À Monkey story ba.